Một cá nhân bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì giao dịch chui cổ phiếu ITA. Ủy ban chứng khoán nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền hơn 1 tỷ đồng vì giao dịch chui cổ phiếu ITA. Giao dịch chui cổ phiếu ITA. Cụ thể, ngày 19 tháng 1, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số 63 QĐXPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ tại phường An Khánh, Thành phố, Thủ Đức, Thành phố, Hồ Chí Minh. Theo đó, phạt tiền 1 tỷ 14 triệu 160 nghìn đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người có liên quan đến ông Đặng Quang Hạnh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo, mã chứng khoán, ITA, đã thực hiện giao dịch 5 triệu 795.200 cổ phiếu, mua 1 triệu 104.700 cổ phiếu và bán 4 triệu 690.500 cổ phiếu ITA trong tháng 6 năm 2022, tương ứng với 57 tỷ 952 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu ITA. Giao dịch bán 520.000 cổ phiếu ITA, tương ứng với 5 tỷ 200 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu ITA trong tháng 7 năm 2022 và giao dịch bán. 88.000 cổ phiếu ITA, tương ứng với 880 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu ITA trong tháng 9 năm 2022 nhưng không báo cáo trước khi giao dịch. Ngoài bị xử phạt hành chính, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3,5 tháng theo quy định. Xử phạt 12 tổ chức, cá nhân cho cựu chủ tịch Louis Holding mượn tài khoản. Cũng trong ngày 19 tháng 1, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân cho ông Đỗ Thành Nhân chủ tịch Louis Holding mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, căn cứ kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự của cơ quan công an, ngày 19 tháng 1, Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân bao gồm Công ty cổ phần Louis Holding, địa chỉ 14 Nguyễn Văn Vĩnh, B.4, Q, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần The Golden Group, tên cũ, Công ty cổ phần Louis Capital, địa chỉ lầu 7 số 45 Võ Thị 6, B, Đa Cao, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh và các cá nhân gồm Hà Nguyễn Uyên, Huỳnh Nguyễn Hương Trà, Ngô Thị Hoài Thanh, Ngô Thị Hoài Thường, Nguyễn Thị Kiều Liên, Nguyễn Thị Minh Hiệp, Phan Thị Nga, Phan Thị Thanh Sen, Phan Thị Thương, Lê Quang Nhuận cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đình chỉ giao dịch chứng khoán của 12 tổ chức cá nhân trên 12 tài khoản số 037C979, 999, 037C978, 888, 037C993, 037 c 992 329, 037C991,

110 mở tại công ty cổ phần chứng khoán APG trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2024 do có hành vi vi phạm cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. 12 tổ chức cá nhân nêu trên đã cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán BII và TGG của ông Đỗ Thành Nhân. Căn cứ kết luận điều tra của cơ quan công an, 12 tổ chức, cá nhân nêu trên không có khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm. Căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 19 tháng 1 đối với 12 tổ chức, cá nhân nêu trên, ngày 19 tháng 1 Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 12 tổ chức, cá nhân nêu trên, cụ thể như sau: cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn không 2 năm kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2024 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn không 2 năm kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2024.